Đây là món cơm trộn hay gọi là bibimbap của Hàn Quốc đây. Nhỏ chị gái làm. Tôi chụp toàn cảnh cho các bạn coi. Cái này là cái cô chu trang, cái loại này ngon lắm nè. Thấy không? Còn cái này giá xào. Còn cái này rau luộc giống hệt cải xanh của mình á, nữa thay thế cải xanh cũng được. Mà nó không có đắng nha, cải ngọt á, mua cải ngọt á các bạn. Không mua cái này đâu, phải salad má, cải ngọt. Còn này là trứng trứng ướp la. Còn này cá mòi mình xào với hành á, củ hành á. Còn cái này là sang chua, mình thấy Việt Nam là có salad đó, thấy không? Còn đó dầu, còn đó cà gót sống, nó cũng dễ làm lắm. Nè coi đi, mốt về làm cho chị em về ăn nha. Lưng 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 hậu quy nè, mốt về làm ăn. Còn này canh canh rong biển mới đúng nè, mà này là canh 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 hỗn tạp đó, canh gì, Canh gà. canh gà sáng chứ mình đúng chắc là canh rong biển nha, là ăn chuẩn bà hoàng đã Hàn Quốc đó. Nó lại nó im gu nó quạo lắm. Mày ăn quỷ tài xế đang nói xấu nó. Cái nó ngồi với nó sửa đồ mày hết hồn vía. Cái bà rửa chén mà chỉ liền mày, mà chỉ á, mày cái con này đây đây đây. Tại vì nó tức quá lại nó nói liền cho bà này nghe. Mà về đi. Nhưng mà giờ nói xấu sau lưng mà thằng nãy nghe được luôn vậy. Thằng đó nó nghĩ vậy. Dễ không? Thì thằng nào cũng nghĩ hết á. À.